Chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2023. À, kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao bằng sẽ lại à, lên giao lưu với tất cả các bạn một số giống lan rừng. Và ngày hôm nay thì à, em Trung sẽ cập nhật cho tất cả các bạn khá là nhiều các mặt hoa đẹp. Và trước hết thì em xin được gửi à, à, những lời chúc sức khỏe tới toàn thể các anh chị các bạn chúng ta. Chúc chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn gặp may mắn trong công việc. À, chắc hẳn là các anh chị các bạn à, những ai chơi lan kiếm thì đã biết và đã nhìn thấy những mặt bông này thì quá là quen thuộc phải không ạ? Em sẽ ôn lại những cái kỷ niệm và sẽ quay lại cho tất cả anh chị các bạn những cái khoảnh khắc các dòng lan kiếm lô hội nở Và hiện tại bây giờ thì lan kiếm lô hội đang vào mùa. Đấy thì ngày hôm nay nhà em cũng có hai chậu lan này. đang nở hoa. Một cây là cây này là cây của vùng ở rừng Cao Bằng. đang có hoa màu trắng thì cây này chưa có tên. Còn cây này là cây kiếm trắng lô lô hội có tên là cây đồng môn. Đây này cái đồng môn. Đấy, cái này thì ở trong uh, xuất xứ của nó là em không biết là ở đâu nhưng mà tên của nó là cái đồng môn thì với cái này ấy, thì các anh các chị các bạn chúng ta có nhu cầu sưu tầm hoặc là các bạn có nhu cầu lấy thì các anh chị các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại 09 49 26 19 18 và đồng thời thì số điện thoại này cũng có kết nối zalo thì các bạn có thể đề nghị hoặc là yêu cầu em chụp ảnh gửi hình qua zalo uh, cho tất cả các bạn chúng ta để chúng ta xem trước và sau đấy chúng ta hãng chỗ đơn các bác nhận Thế thì ở um, hai cái hai cái cây kiếm lô hội này thì các bạn thấy rằng là màu trắng tinh khôi rất đẹp và cây cũng có khá là nhiều thân và bông này cũng rất là đẹp luôn các bạn này đây bông này rất là tròn đẹp luôn ạ Đấy, em phải nói là bông này là một cái bông sổ ở rừng cao bằng nó rất là đẹp đây thì các bạn có thể là mua về sưu tầm chơi cũng rất là hay thì em sẽ quay lên phía trên này cây này thì nó hiện tại bây giờ nó cũng có khá là nhiều thân Đấy, có khá nhiều thân khá nhiều thân, có tầm khoảng à, chậu này có khoảng à, chục thân gì đấy, các bạn nhạc vâng, lớn nhỏ khoảng chục thân mà hiện tại đang có ba vòi hoa thì các bạn lấy cái này thì có lẽ rằng là em sẽ chia cho nhiều khách hàng đi nhỉ, em sẽ chia đôi hoặc chia ba đi, đấy thì mỗi phần thì em sẽ chia sẻ cho các bạn với giá là 300 trăm nghìn, còn bạn nào mà lấy cả chậu này thì em cũng chia sẻ là với giá là 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 một triệu bởi vì đây là sản phẩm sưu tầm, chứ em không nói là đắt rẻ ở đây, các bạn nhạc bởi vì cây này là cây sổ mới sổ ở vùng rừng cao bằng. Đấy nên thành thử ra là em không có cái chuyện là nói là mình là nói đắt rẻ Đấy, em bán đứt chậu này cho tất cả các bạn với giá một triệu ở hiện tại bây giờ em còn đang giữ hai cái củ già của cây này và đang có thêm một một vài cây con nữa Đấy, đối với cây kiếm lô hội mới sổ ở rừng cao bằng này tiếp theo thì cây này là cây đồng môn cái đồng môn này thì báo cáo các bạn là cây này thì nó có, đã có rất là lâu rồi Đấy, cây này hôm nọ thì đầu vụ thì em có tách ra trồng hai thân một và hiện tại bây giờ nó đã có hai 2 sáu bảy thân tất cả các bạn nhé, bảy thân tất cả thì cái đồng môn này ngày xưa nó là một cái cây lan kiếm lô hội đắt tiền Nên nó không phải là cây rẻ đâu Nên tuy nhiên rằng là vì cái quá trình năm tháng uh, trồng và nhân giống cũng như là cái giá của uh, thị trường thì nó cũng sẽ mang lại cái ổn định và thưa các bạn thì ngày hôm nay thì em cũng sẽ giao lưu với các bạn cả cái chậu bảy uh, uh, thân này uh, với uh, cho tất cả anh chị em giao lưu là với giá là bốn trăm năm mươi nghìn bốn trăm năm mươi nghìn em sẽ báo ship cho uh, cái chậu lan này còn cái cây kiếm sổ số, số này thì em sẽ bán ra hoa màu trắng này em sẽ bán một triệu đó một cây là bán bốn trăm rưỡi và một cây là bán một triệu đấy em sẽ quay lại những cái sản phẩm mà địa lan của em trong phiên ngày hôm nay vâng và để chuẩn bị cho ngày hôm nay thì em trung cũng đã sắp xếp ra đây và cộng với cái hình ảnh bông hoa nữa thì cũng có khá là nhiều bông thì em xin phép đi vào hiệu hướng phía trong này cái này cái đường nó làm hơi nhỏ em tận dụng tiết kiệm nên là mỗi cái đường em mỗi cái luống này em làm được ba cái giá nên nó hơi hơi chật một xíu rồi ở trong phiên ngày hôm nay thì em sẽ giao lưu với tất cả các bạn một số mã sau đây đầu tiên thì một giới thiệu cái mặt hoa của mã 694 vâng nó là một cái đỏ lưỡi trơn gần như trơn nhỉ đỏ lưỡi trơn đây là một cái hình đẹp trong video này Đấy, là một hình đẹp trong video này khuôn vài ngay ngắn mà mặt hoa của nó nó có hai màu tương phản lưỡi màu trắng sáng và uh, cánh của nó lại màu đỏ bay ngang. À, đây là cây giống và mã của nó. Đây. Mã 694, ok. Em sẽ đếm mầm cho các bạn đếm thân cho các bạn. 1 2 3 4 nó tổng khoảng 5 thân nha các bạn nhé. 5 thân mã 694 thì uh, mã đầu tiên thì em muốn quay cho các bạn mã đẹp luôn. 694 giao lưu với tất cả các anh chị các bạn mã này là uh, 450 000 các bạn nhé. Mã 694 rồi. Tiếp theo em sẽ lên mã bên cạnh này. Mã bên cạnh này thì uh, nó cũng là một cái cây lưỡi trơn sáng Mã này có mã số là 705 Vâng, mã này mã 705 Đây, 705 là mã này Cũng có 1, 2, 3, 4 Cũng khoảng 5, 6 thân gì đấy Mã 705 Mã này cũng là một cái cây lưỡi trơn sáng nhé, các bạn nhé. Nhưng mà hoa của nó, cánh của nó nó bé hơn cái, cái cây lúc nãy Cánh nó bé hơn cây lúc nãy Đây Đấy Vai ngang lưỡi trơn sáng rất đẹp luôn thì cây này thì cánh nó bé hơn em sẽ bán bớt đi cái này thì giáo lưu với tất cả các anh chị các bạn chúng ta với giá chỉ tầm khoảng 300.000 thôi các bạn nhé 300.000 cho khóm này 6 thân nhỉ 705 em sẽ chuyển sang một mã nữa mã này thì cái có một cái bộ bộ củ với lại bộ lá của nó rất là xanh có một mầm tơ hai mầm tơ cũng có 1 2 3 4 5 khoảng 6 đến 7 thân gì đấy có tên là 283A Vâng, mã này là mã 283A Đây, tổng bộ của cây đây Em sẽ quay, quên mất không quay tất cả cây cho các bạn Xem nhỉ Đây, cây của nó đây, hình thái của cây đây Nó khá là cao Và khi mà các anh chị các bạn mang về chúng ta phải luyện lại nhé Vâng, mã 283A nó là một cái cây vàng đồng Đây, một cây màu, một cây màu đồng các bạn nhá. Một cây màu đồng Vai ngang, lưỡi rất là đẹp 283 cây này là một cây rất đẹp luôn Khuôn vai ngay ngắn Đấy, và cây này có tận 7 thân thì em sẽ giao lưu với cây này cho tất cả các bạn với giá là 300 000 mã 283 nhá. Và mã này hiện tại đang có mầm lên rồi. Và cây cũng tương đối là đẹp đây bạn này. Đấy và trong quá trình trồng thì nó cái lá của nó, một số lá của nó sẽ bị khô và nó sẽ bị rụng như như là hình ảnh của các bạn đã nhìn thấy. Đây em vừa mới em vừa mới bỏ hai cái cây lá ở đằng kia kìa. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy những cái lá nó vàng và nó già nó sẽ rụng như vậy. Và những cái lá nó không rụng thì nó sẽ phát triển rất là tốt luôn. 283 em cũng bán 300k như các bạn nhé Tiếp theo em sẽ là ra, ra đến đây đến hướng ngoài kia Đấy Ở đây tiếp theo em sẽ lên cho các bạn cái mã này nữa Mã này là mã 716 Đây 716 đây. 716 mã này cũng có rất nhiều thân đấy. Em nhìn qua chắc cũng có khoảng 5 đến 6 thân gì đấy Đấy Những cây này là những cây mà hàng ở rừng Mới uh, sổ hoa năm đầu Nên là cái bộ lá của nó cũng chưa được gột đâu Về các anh chị các bạn cũng tự gột lá Xong rồi gột lá sau đi đấy thì nó khác đẹp Đó, Và đây là hình hoa của mã số 716 Đấy, cây này cũng là một bông khuôn vai của nó rất là đẹp bông cánh sao Đấy, cây này thì em giao lưu với các bạn giá rẻ thôi ạ vâng form này là form màu cam lý mã 716 giao lưu với tất cả các bạn với giá 100 80.000 ạ, vâng, 180.000 cái này thôi nhé Đấy, vẫn trong cái chương trình mà giảm giá cuối tháng của nhà em Đấy, 180.000 cái này nhận rất là rẻ Cái này là 180.000 là rẻ Đấy, mã 716 nha các bác nhé Tiếp theo em sẽ lên cho các bạn một cái khóm lá huyền diệp Đây, mã này là mã 223 Vâng, mã 223. Đấy, cái này một khóm tự nhiên là 223A nhé các bác nhé. Tự nhiên là những có có những mã A nó ở đây đây. Đấy, 223A. Và cái này thì hiện tại bây giờ có rất nhiều thân. Đây. 223A. Ai giả dạ, cái này là một mã đẹp trong chương trình này. Vâng, nó là một cái mặt. Nhưng mà cái mặt này các bạn nhìn thấy nó sáng trong tâm. Và cái điểm nhấn của nó là vai ngang. Đấy, khuôn cánh rất là đều và bông rất là đẹp luôn. Đấy, cái này là một cái đẹp trong cái chương trình này. Em sẽ giao lưu các bạn mã 223A này với giá là 500 nghìn Vâng 500 nghìn cho mã này nhé các bạn nhé Rồi à, Tiếp theo sẽ lại những mã tiếp theo em sẽ quay ra như thế này Đấy cho các bạn hình dung về cái bộ lá của nó luôn Hầu như những cái cây mà em lấy về cái bộ lá đều cao rong ròng ròng như vậy hết Về các bạn phải luyện thì nó mới đẹp nhé à, Mã này là mã 618 Các bác nhận Mã 618 là mã này đây cây này đang lên mầm rồi các bạn này, màu của nó màu vàng vàng đồng đồng nhé các bạn nhé. Thì cái màu của màu cái 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 cái, cái mầm của nó vàng đồng này chắc chắn bông hoa của nó cũng sẽ là màu cam hoặc là màu vàng. Đấy các bạn nhé. Đấy cái 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 mầm của nó như vậy, đấy đúng y chang như vậy đây. Đây. Đó là một cái cây màu vàng đồng. Đấy mã 618. Là một cây nó tương đối là đẹp về cái hình thái và hài hòa về bông khuôn bông cũng như cái bộ lá cũng rất đẹp và cần hoa của nó lại cần màu xanh cái này em giao lưu với tất cả các bạn với giá là mã 618 300 000 đồng các bác nhé mã này có khoảng 5 thân vâng tiếp theo em sẽ chuyển sang cái mã này mã này là một cái khóm rất to và các bạn nhìn thấy rằng nó có rất là nhiều cái mầm lên đây em nhìn thấy là có ba tận ba cái mầm ạ à. một mầm này trong này một mầm nữa này hai mầm này và đây một mầm nữa là ba mầm đấy khóm này là một khóm một bụi rất to khóm này có khoảng 8 đến 9 đến 10 thân đấy, em xem là mã bao nhiêu mã này thì không biết là cái cái mã em ghi lên chỗ nào rồi đấy đây 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 các bạn này đây à đây quay sang hướng bên này nó, nó lại có thêm mầm nữa này đây này tổng cộng chỗ này là có tận bốn cái mầm nhé các bạn nhé khóm này ạ à. vâng mã 597 đây mã 597 em xem nó là cây nó hoa của nó hình thái như nào nhá khoảng chục thân gì đấy cả mầm cả cây đấy. để, đếm điêu ra cũng được khoảng 10 thân bạn vâng nhá mã 597 và vâng. mã 597 là một bông đẹp đây là một bông đỏ các bạn hồng nhé các bạn nhất Chiều hướng của nó là màu đỏ hồng Đấy Mã 597 à, Giới thiệu với tất cả các bạn em đã à, Nói qua là có cả bốn cái mầm Đây và cây rất đẹp Và cái này thì là có lẽ rằng là sẽ là mã đắt nhất của cái chương trình này à, Đây Mã này em bán với giá 680.000 nhé các bác nhé Vâng 680k cho mã này ạ Vâng mã 597 đây mời các bạn xem lại cái gốc của nó cái cái mã 597 em báo với giá là uh, bao nhiêu nhỉ em nhỉ? 680k thì cây này là cây có lẽ rằng là cây đắt nhất trong phiên này. À, tiếp theo em lên một cây nữa, cây này cây đỏ như các bạn nhé. Mã 619 là một cây đỏ. Đây, 619 vâng là cây đỏ. Khóm này có khá nhiều thân ạ, 1 2 3 4 5 thân gì đấy. Vâng. Khóm đỏ này cũng rất đẹp và cây của nó cũng là lá khá là cao. Đây. Lá khá là cao các bác nhá. Đấy, khi các anh chị các bạn chúng ta mua về phải gột và phải, phải luyện cây thì cây nó mới lùn ngắn lại các anh nhỉ? Vâng. Mã này là một cây đỏ nhá. Em sẽ cho các bạn xem hoa. 619 chưa có mầm. Đây, một cây đỏ vai ngang. Đỏ rất đẹp ạ. Nhạc, mã 619 là một cũng là một cây đẹp và một cây hình thái màu đỏ khóm này em bán đứt gốc cho các bạn với giá 600k cái này. Vâng, 619. 600 000 cái này cả khóm ạ. Đấy là một cây đỏ vai ngang rất đẹp. Tiếp theo, em sẽ lên cho các bạn cái mã này là mã 584. Vâng, mã 584 em có hai mã nhé Vâng, hai chậu này là đều cùng mã 584 hết các bác nhé Đây, mã 584 hai chậu này đều là hai chậu mã 584 đây Có bộ lá nó rất là to, to khủng khiếp luôn ạ Vâng, to khủng khiếp luôn ạ, đây ạ lá rất là to Đấy, về các bạn mà luyện được thì cây này nó sẽ là một cái cây Nói chung là nó sẽ đẹp đẹp Cây này thì em theo em dự thì cây này sẽ là một cái cây Chiều hướng về cái hoa của nó sẽ là màu cam nữa này Đấy, màu cam đồng nữa này Đấy, bởi vì cái mầm này nó tương đối là vàng vàng nó xanh nhưng mà nó lại pha có màu vàng cái này là anh em va chạm nhiều cái mầm địa thì người ta sẽ ngỡ ra nhưng cái xác suất của nó cũng chỉ là ở cái tương đối thôi nha các bác nhé không phải tuyệt đối đâu đây đây đúng là cái hoa của nó màu vàng 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 vàng, vàng một xíu này mã năm tám em có hai khóm mỗi khóm tầm khoảng 4 đến 5 thân gì đấy, 5 đến 6 thân gì đấy, 4 5 6 thân. Đây, hai khóm này là mã 584 các bác nhé Hai khóm trước mặt đấy. đấy. khóm nào cũng đẹp và khóm nào cũng to. Và cái này thì hoa của nó là màu nó cũng tương đối là lạ. Cái này thì các bác này em sẽ bán với giá 160 000 một khóm thôi nhé Mã 584 em chỉ bán 160 000 một khóm Về để cho các bạn chúng ta luyện lại cái bộ lá Và luyện lại cái cây cho nó lùn côn lại ngắn lại Đồng thời chúng ta cũng chiêm ngưỡng cái màu hoa màu vàng đồng như này Màu 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 màu, màu, đồng như này Đấy cần thì cần xanh Nhưng hoa của nó lại màu đồng và nhà, Nó là một cái điểm nhấn của cái bông hoa này Đây là hai khóm các bạn nhé Đây khóm nào cũng giống khóm nào Và ưu điểm của cái của hai khóm này Là cái hoa của nó là màu đồng Và cái cần của nó lại là màu xanh và cái ưu điểm nội trội nhất là cái lá của nó rất to. Đây, lá rất to. Nếu khi các bạn mà chúng ta luyện được cái cây này chúng ta sẽ đẹp được hài hòa về cả thân lá về cả hoa thì chúng ta sẽ có điểm về hai cái chậu này. Các bạn nhá. Đấy là hai chậu này. Tiếp theo em sẽ lên cho các bạn mã 620. Cái này là một cái cây lùn lùn con con xinh xinh đây. Đấy trong những cái cây mà ở trong này thì khóm này sẽ là một cái khóm gọi là cây nó tương đối là thấp và lùn đẹp. Đây. Này, sáu mã 620 nhé. Mã này có khoảng 5 đến 6 thân gì đấy. Mã 620. Đây người ta bảo là cây bé nhưng mà hoa của nó không bé tí nào các bạn nhận mã 620 Cái bông hoa rất là to và bông hoa của nó hình khung khum, Đây các bạn nhìn thấy rằng em chụp cũng rất là nghệ thuật đang có con 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 ruồi con gì con mũi thì đang đang đậu lên cái hoa của nó đúng không ạ Mã 620 là một cái bông gọi là cánh thủy tiên đi ạ đỏ cánh thủy tiên đi ạ. Đấy là một cây đẹp mã này là một cây đẹp và màu đỏ sắc thái của nó là màu đỏ đô Đấy, nó cũng tương đối là đẹp và xinh xắn Em bán 500k cây này Vâng, cho mã số 620 tiếp theo em sẽ lên cho các bạn mã 624 mã 624 này thì nhìn qua thì các bạn nhìn thấy cũng rất là nhiều giống rồi và hiện tại đang có mầm rồi đây đang có mầm lên rồi Đấy, đây mã 624 đây Đấy, cái này cũng đang có mầm lên rồi cái khóm này chắc có thông khoảng 6, 7 thân 8 thân gì đấy. đấy. cái này thì mầm của cái này thì nó sẽ lên một cây cái... đây là sẽ lên một bông lý đây khóm này sẽ là một bông lý và cái mầm này sẽ là một cái khóm lý à, khóm này có rất nhiều thân ạ à. 7, 8 thân gì đấy các bác nhận mã 624 nó sẽ là một bông lý lưỡi đỏ. Đây. Một bông lý lưỡi đỏ. Mã 624 một bông lý lưỡi đỏ có khoảng 8 thân. Khóm này em bán rẻ thôi các bạn nhá. Bông lý này em bán với giá là 280 000 thôi. Đấy bán cả khóm cho tất cả mọi người. Đấy mã này thì các bạn về các, các bạn luyện thêm nhá bởi vì cái này là lúc em chụp là hoa của nó yếu và cây là cây vừa nhổ rừng về trồng khoảng 3 tháng thôi nó sổ hoa thì nó cây yếu nó không 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 hoa của nó nó không được không được đạt thì khi các bạn mang về các bạn trồng thì chắc chắn là hoa nó sẽ đạt hơn cây này bởi vì những cây mà em đã chọn thì thường thường là cái bộ uh, nó đã qua cái vòng gửi xe và qua những cái vòng sơ tuyển rồi đấy hoa của nó tương đối đẹp thì em mới lấy về và em chụp ảnh mới ghi phiếu như này đấy tiếp theo em sẽ lên cho các bạn thêm một mã nữa mã này thì cũng có khá nhiều thân các bạn này đây các bạn nhìn thấy cả một cụm mà cụm này thì lá rất là to và bản lá cũng rất là dày mã 607 bảy sáu bảy mã này cũng rất nhiều thân như các bác nhé Đấy, cũng rất nhiều thân mã này cả cụ già nữa chắc có khi phải đến bảy tám thân gì đấy đấy tám thân gì đấy, đấy mã sáu bảy các bạn nhé mã sáu bảy em xem hoa của nó như thế nào cái này à cái này là một cây khá đẹp đấy các bác ạ vâng mã sáu bảy là một cây khá đẹp đấy ạ đây ạ các bác ơi đấy, nhìn cái cây nó như vậy nhưng mà hoa của nó rất đẹp mà mã 607 này cũng là một cái cây nó tương đối hài hòa về khuôn bông hài hòa về bộ cánh và hài hòa về màu sắc tổng thể giữa cần nó không bị loạn cần không bị rối cần và hoa của nó cũng rất là ngay ngắn chỉnh tề và bông hoa của nó cũng rất đẹp mở rất đẹp bay ngang cân đối thì cây này mã 609 này các bạn lấy cả khóm này em chia sẻ cho các bạn một khóm này là 400.000 các bạn nhé cả khóm luôn ạ à. Vâng có tổng khoảng 8 thân gì đấy 8 thân gì đấy nhận đấy 8 thân lớn nhỏ cả củ dài rồi mà khóm này là một khóm đẹp nhé các bác nhé Các anh chị lưu tâm cho em những khóm đẹp Thì em sẽ nhấn mạnh một một chút Có những cái cây mà nó em để bán cho mọi người giao lưu không ấy Thì các anh chị các bạn chúng ta lấy những cái mã mà Tầm khoảng 160 đến 200 nghìn đồng lại Thì những cây đấy là những cái cây chúng ta chơi được rồi Tiếp theo em sẽ chuyển sang mã nữa là mã 730 730 khóm này thì các bạn thấy rằng là con bò nó ăn mất mất đi một hai ba cái lá rồi Đấy bò ăn mất lên mấy cái lá nhưng không nó không không giảm đi cái độ đẹp của nó 1, 2, 3, 4 thân tất cả các bạn nhận củ già không tính, đấy, củ già không tính. À, chưa có mầm tơ. Đấy, khóm này cũng là một cái khóm tương đối là xuất sắc về cái bộ hoa. Em sẽ quay cho hoa cho các bạn xem. Đây. Đó. Đây mã 730 nó là một cái bông à, trường phái của nó là màu à, cái này là một bông màu mặc thôi nhưng các bạn nhìn thấy hoa của nó rất là duyên. Và bông này chúng ta có thể gọi là một cái bông tiểu mạc, một là bông tiểu mạc nhưng mà bông tiểu mạc này các bạn nhìn thấy nó rất là duyên và rất là đẹp. Về khuôn về cánh và nó hài hòa về cái bông hoa các những cái cây mà kết cấu nó như vậy thì nó sẽ rất là ổn định về bông hoa sau này và nó có những cái bông hoa từ dưới đến lên đến ngọn thì nó sẽ không có sự thay đổi về cái về cái hình thái tức là hình thái nó sẽ không bị vặn vẹo và nó sẽ không bị mo cành mo cánh mo cần cũng như là nó không bị uh, ưỡn hoa bạn những cây như thế này là những cây đẹp mã 730 em giao lưu với các bạn là uh, 300 000 cho bốn thân này Đấy, cây này nếu, nếu như các bạn mang về luyện thì cái bộ lá của nó cũng sẽ rất là đẹp luôn bộ lá sẽ sang bộ lá huyền diệp và được cái hoa như vậy thì em nghĩ rằng nó sẽ có điểm À, tiếp theo mã 710 ạ à. mã 710 là một cây khá là to đấy khá là to đấy, cây ở rừng về các bạn ạ à, nó chưa được thuần hóa thì thường nó rất là to một hai ba cây này có ba thân ba thân và có rất nhiều củ này ba thân đấy. ba thân chính mã 710 nhé các bạn nhé xem hoa nó như thế nào mã 710 cũng vậy cũng là một cái cây bông nó khuôn vai ngay ngắn và rất là duyên đấy, cây này thì uh, lúc hôm em chụp thì các bạn nhìn thấy ánh sáng của nó cũng không phải là có nắng đâu nhưng mà nó đã được cái cây nó bông hoa nó như thế này cái cây này thì em bán rẻ hơn cái cây mã 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 mã, mã 730 nhé các bạn nhé. Mã 710 này thì sẽ chia sẻ cho các bạn với giá là 230 000 thôi. Đấy, hoa cũng tương đối như vậy nhưng mà có những cái cây này em sẽ cái giá em sẽ dao động để cho các bạn chúng ta có cơ hội để chúng ta sưu tầm. À, tiếp theo em sẽ lên cho các bạn mã 612. Cây này bộ lá rất to các bạn này. Đấy, mã 710 thì mã của nó lá rất to nhé Đấy mã 612 cũng lá rất to. Đấy, lô hôm nay thì toàn những cái cây mà lá của đại tướng đấy ạ. Đấy cây này có khoảng 5 thân. À nhạc, mã này là mã 62 có khoảng 5 thân ạ. Xem nào xem hoa nào. Đấy. Đây, có khoảng 5 thân gì đấy các bạn ạ Về chúng ta phải luyện thêm nhé những cái những cái cây này các bạn phải luyện thêm. Mã 62 nó là một cây đỏ. Lưỡi sáng. Đây. Mã 62 nhé Thì các bạn xem mã này là một cây đỏ Form của nó form đỏ rồi Lưỡi sáng Mà cây này thì em sẽ bán cho các bạn một cái giá bất ngờ luôn ạ không phải là hoa, hoa 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 hoa, nó không đạt là em sẽ bán giá thấp thôi nhá mà cái này cũng là một cái đẹp 62 cái này có khoảng 5 thân như đấy em giao lưu với các bạn với giá là 150.000 thôi cả cái cóm này lá rất to vâng tiếp theo em sẽ lên cho các bạn mã 626 mã này có khoảng 6 thân vâng cái này thì bạn bạn chồng bạn trồng hơi lệch một tí bạn trồng thẳng lên thì nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ đây bạn trồng thẳng sẽ đẹp hơn cái này chuẩn bị có mầm rồi các bạn ạ khoảng 6 thân và cái này bộ lá rất to đây đấy, 626 em xem nào 626 626 nó là một cái cây cây màu cam để chúng ta chơi 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 màu và chúng ta sẽ luyện lại cái cây này nhé các bác nhé cây này thì nó hơi bị lỗi hoa một tí nhưng mà cây này thì nếu mà các bạn luyện lại được thì cái hoa của nó sẽ rất là đẹp và cái điểm dị của nó là cái lưỡi các bạn nhìn thấy cái lưỡi của nó là lưỡi ống đây lưỡi ống lưỡi cuộn tròn dài đấy, lưỡi ống đấy nên thành thử ra là nó có điểm đặc biệt nó là một cái cây màu cam à, chia sẻ cho các bạn khóm này với giá là 200 k 626 và cây này là một cây dị nhá nó sẽ không có ở phiên thứ hai thứ ba và những phiên sau sẽ không còn nữa đâu mã 626 nhé tiếp theo sẽ lên cho các bạn thêm một một cây nữa mã 595 nó là cây này đây cái này thì cũng bị bò ăn đây bạn này đây cũng bị bò ăn ăn, ăn đầu lá Đấy, những cái cây bị bò ăn đầu lá này thì một hai ba bốn thân ạ à. vâng về các bạn phải luyện và những cái lá mới mọc lên nó mới đẹp mã này ai à dạ, mã này mã 959 là một cây đồ đỏ khá đẹp cái này khá đẹp Theo em đánh giá cái này là một cây đẹp và, và hoa của nó là mà kiểu dạng như là cánh chim ấy Đấy, con chim đang, đang đang vỗ cánh bay ấy. Đấy, mã 595 là một cây đẹp khoảng 4 thân. Để giá lưu với các bạn 260 000 595 rồi ạ. Bởi vì cây này nếu mà cái lá của nó mà đẹp hơn ấy thì bảo có các bạn giá của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng cái này về các anh chị các bạn phải mất thời gian để chúng ta tôi luyện. À, mã 602. Tiếp theo, à? mã 602 là mã này. Sắp hết rồi các bác ạ. Mã 602. 602 nó là một cái cây nó có rất là nhiều cái điểm đặc biệt Đây, 602 đây Các bạn nhìn cái lưỡi của nó Cái lưỡi là cái điểm nhấn phải không ạ Và nó có cái màu tương phản Cái lưỡi với lại cái bộ cánh của nó Cánh thì lại màu đỏ đô Lưỡi lại màu trắng sáng Đúng không ạ Đấy, thì thành thử ra là khi mà chúng ta mua những cây như như vậy Thì chúng ta sẽ lên được uh, Cái hoa của nó sẽ rất đặt Và mã 602 này có tầm khoảng 5 thân cái chia sẻ cho các bạn mã này 300 000 Vâng và hình ảnh đấy là hình ảnh cuối cùng các bạn nhé Mã 614 đây là hình ảnh cuối cùng của khóm này Khóm này là một cái khóm rất to Và có khoảng 7-8 thân gì đấy 614 em xem hoa nó như thế nào 614 nó là một cây màu đỏ đô Vâng, đỏ mận đấy. Đấy. Là một cây nó cũng tương đối là đẹp Và hài hòa về khuôn cánh Hoa rất sáng, vai ngang, cân đối Cây này thì sẽ giao lưu với các bạn với giá 250 đấy. Ok, đấy là toàn bộ những hình hài Bông hoa cũng như là những cái Cây giống mà em muốn giao lưu với tất cả các cô các chú các anh chị các bạn trong buổi sáng cuối tháng ngày 28 tháng 3 này Kính mời tất cả cô chú anh chị các bạn chúng ta vào chọn lựa Trước khi em xuống live thì em cũng sẽ muốn quay cho các bạn một số cái hình bông lan hài để chúng ta xem Mà chúng ta có những giây phút thư giãn bên kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã các bạn ạ